bé thôi. Tao cho hẳn miếng to rồi đấy. Như này, miếng to này. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Sau cái thất bại của cái món gà, cái gà gì? Gà bạc lá sen, anh em mình quyết định phải làm được món vịt sen thật là ngon. Châu ấy. Thế nên là hôm nay anh em mình đã chuẩn bị một cái lưỡi khủng long. Lưỡi châu. Lưỡi khủng long ấy. Lưỡi châu bọc sen. Hôm nay mình sẽ nướng kiểu gọi là gì nhỉ? Cái gì địa ngục nhỉ? Lưỡi lợn. Chui nói chung là đào đất lên đấy. Nhét xuống đất xong đốt đấy. Đó, okay. Nó gọi là cái gì lửa địa ngục ấy nhỉ? Tao cũng không biết. Tao định nói nhưng mà tao quên mất ấy. Tao định nói cái gì ấy? Một câu đấy rất là hay nhưng mà tao quên mất. Món lưỡi tào lao. Ấy mình sẽ đeo gia vị ra để ướp. Anh đi rửa đi đã. Từ từ. Xể nó ra đã không là... Cái này nó dày quá. Cái nhà đã rửa qua rồi đấy. Cái này nó dày. Tao cái độ tin tưởng mày rửa thì tao kiểu gì tao vẫn phải rửa lại. Có muối đấy. Em có anh không thấy em. Em cho nó sôi vào cạo trắng này à? Thôi. Thật đấy. Mày đến nướng kiểu gì không? Ui, em cắn ướp xong nha. Xong rồi mình bọc hết lá sen vào úp nồi xong rồi đào đất xuống. À đấy, mình lấy cúc đi đào đi. À đào cái hố cũ của mình kìa. Đào sâu xuống. Thì nó đốt. Sao có một câu gì của địa ngục mà rất là hay mà tao lại quên mất. Địa ngục trần gian. Điền. Đấy, thôi. Không làm nhảm nữa, đi ướp cái đó. À đi rửa xong ướp đã. Món lưỡi bọc lá sen đầy đọa địa ngục. Nhớ đi. Nhìn bông sen này chưa nổi, nhìn như bông hồng à. Nhớ đi. Cho vào tôm. Thôi ông ơi. Ông không cần. Thơm lắm, anh cũng biết đi thôi. Anh cho nước mắm vào đây không? Đấy, nước mắm thật. Thật là phê. Ui, tàu chị này ngon không? Lấy cuốc tàu cái đằng sau tàu lên đi. Thôi. Nó sen thơm mà. Con ơi mẹ trúng lô, mẹ cho con đồng 100 euro. Ngửi cái này sướng, dễ chịu. Ngửi bên bạn các bạn ngửi quả gì mà phải nghiện không? Càng ngửi càng nghiện, muốn cắn nè. Muốn ăn luôn, ăn mà hơi chát chát được. Cái quả gì chưa? Quả thịt vậy, sắp đến như thịt. Đến nhá, chưa nhỉ? Tao chẳng biết, bây giờ tao chẳng thấy còn cái thịt nữa cả. Còn nhưng mà chưa quả. Thì ơi, lấy cuốc cào đằng sau ra. Đây, đằng sau kìa, cào hết lên. Làm việc ấy, vận em động quyết đi. Tâm nha. Vận động đi cho lớn. Đến một thị này, em sẽ làm một tủ thị khổng lồ. Em chui vào, em ngửi, vừa ngửi vừa ăn. Tủ sách, ngửi thị, 24 giờ. Sao mày không ngửi lá thị ấy? Không. Ôi, ngày lá xưa. Thị mà nhét vào lỗ đít này, dám đấy. Ngày xưa hay đem lá thị đặt lên bàn cô giáo, ghế của cô giáo. Với cả cái quả móc nữa. Quả móc bôi vào ghế cô giáo là cô giáo mặc váy. Láo của mất dạy, cô giáo đuổi học. Ui ghế này. Ui dồi. Mày. Chưa đâu, đấy đâu, úp nó lại. Rủi mũi. Ừ, hấp dẫn không mọi người? Mày anh đào cái này làm gì? Để cho xuống đất thì đốt, lau hỏa diệm sơn. Cháy đây, hỏng đây. Cháy gì, hôm trước là vịt nướng bị lỗi thôi. Ừ. Này, em bắt được con dế này. Sao anh chả làm món cháo lưỡi này? Gì? Nấu cháo ăn này. Nấu cháo? Em chưa được ăn bao giờ. Anh em đi ăn suốt mà chẳng có em ăn bao giờ.
cứ tần tối 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 lên bảo đi ăn đêm, bảo là em xin đi chặt to, bảo đi ăn cháo nuôi em xin đi mãi chặt to. Trời mày mất phần là mày biết. Em mấy chứ. Cháo lưỡi. Đi lại còn khoe. Khoe gì? Khoe đi ăn cháo lưỡi à? Cháo lưỡi. Bảo. Mày. Bảo thế đi, không cho em đi cho em ăn bún ngan cũng được. Chặt to. Mày biết nó đi ăn cháo lưỡi đâu à? Kiểm mấy trường tần cười. Thế mày biết nó đi ăn cháo lưỡi đâu không? Không phải quán ăn đêm mày. Ừ. Bỏ đi cho đi ăn ốc cho này bún ngan cũng được. Cháo lưỡi là phải có người yêu. Mà em ăn có một bát thì có ăn nhiều đâu. Nói chung là mày không ăn được cái món đấy đâu. Không ăn được, ăn được hết. Cháo lưỡi đâu có nuốt lắm. Ui, dây. Các con thứ ba. Nói đi ăn cháo lưỡi ăn đêm à? Ừ. Có phải là mày trước khi đi ăn cháo lưỡi nó hay gọi điện, nó gọi điện với người yêu không? Ừ. Thế. Thế nên là đấy là nó cháo lưỡi người yêu nó nấu cho ăn đấy. Mày phải có người yêu thì nó mới. Thế cho em xin một bát để được à? Không ăn được. Khó ăn ạ. Nấu rồi. Bò cái gì? Nấu cho ít. Cháo lưỡi. Bây giờ à? Dăm lưỡi đây. Ủa bắt vào mấy con rắn. Em vừa bắt được hai con gì? Đem lưỡi xuống đây, lá sen nữa. Đấy, xong rồi bọc mình à? Sẽ lót xuống đây này, úp này, đốt. Đốt thật, gọi là lửa như kiểu lò hòa diễn sơn. Đấy, lá sen. Ấy, sao mới lại thả dưới vào đây? Ra đây không sao không đâu, em chặt vào được cái gì nó yêu. Để đây em nướng. Nướng đi cho ra ngoài. Nướng đây cháy đèn, lấy lá sen. Nhanh lên. Ok. Lá sen. Lót xuống đây. Lót xuống đây. Lá sen sao nó cứ bị cháy xám hết nhỉ? Cháy, nắng quá. Đây. Tôi có một cái tàu mỏng nữa chứ kìa. Tàu mỏng nữa thì ta lót lên dưới. Xong rồi đặt vào như kiểu úp nồi á. Ừ. Thế thì bảo là úp nồi thì lại còn tàu lao. Hay là mày lại thích nấu cháo? Không. Ăn cháo nữa đi. Không ăn bao giờ. Anh cho nhiều hành vào. Từ từ, cho tất vào đây. Hành, lá sen, thơm lắm. Nước mũi. Cho tất vào. Tất vào. Lá sen á, thì đừng có ngửi lại, vị lá sen của em á. Ấy thế nữa, đất nó bay vào. Chua. Đứt nhiều vào, không nó cháy mất. Nhưng mà món này nhanh chín lắm, anh nhỉ? Món này ngon lắm. Món này ăn nó chín đều lắm, mọi người chả biết đâu. Khoảng tầm 30 phút là nó chín thôi. Anh rất là nhanh chín. Lấy đá chen phải... nó, chen vào đáy ấy. Bây giờ mày kiếm củi, đặt một hòn đá đây này. Em đi về củi nhá. Cho nó kít từ đây này, đó, cho nó đỡ bập bồng. Xong rồi đốt thôi. Về củi nhá. Đó. Ấy khéo đá đất xuống. Sao mới đây? Không bới lên đi. Không phải bới, kệ nó. Chín nó nóng chín hết. Thôi thôi mày biến đi. Đừng vơ vào nữa. Anh lấy mẻ đấy nhỉ, đốt lên xong rồi mới đặt lên. Mày. Cái này dễ nấu nhỉ.
Với lửa đây. Đấy. Mày. Đó. Em tan mùi hành mùi mắm này. Đi rửa tay rồi đấy. Nhưng mà vẫn mùi. Con lên lưỡi còn miếng. Đấy. Thôi chỉ còn cái gì thật ra. Đợi để tí nữa này chí. Làm sao lấy được nó nhỉ? Vùi đất vào. Vùi đất ra làm gì? Thế lấy ra kiểu gì? Tao cũng chịu biết được. Gì đấy nè. Gạt than lên. Nhưng gạt than lên nó lại đấy đất vào đấy nhỉ? Đấy nó còn ăn được. Quên mất tao không tính đến nước là lấy lên. Tại vì lấy lên nó bẩn rốt mất. Rốt thì cứ thích để hía. Lấy lên nó lại bẩn mất nhỉ? Bây giờ phải gạt sạch cái này gì đã. Lấy được nó lên. Ôi, chơi dại rồi. Mà không biết là còn ăn được không ấy. Thế từ lúc nào mà xem phim. Anh khuêu cái này ra. Chứ phải từ từ. Giờ phải khuêu sạch đi mới nhấp được nó lên. Ui. Chơi bảo nó cháo lưỡi chẳng đâu. Cháo lưỡi. Cháo lưỡi, mày giữ cái cháo lưỡi nhỉ? Mày ăn được bọn đâu? Ăn được bọn cháo lưỡi đấy mà ăn. Trời ơi, ai chả ăn nữa. Quên mất là không tính cái nước là đấy lên. Thằng lấy tao con đào. Đi đâu mà cháy chặt đầu mày. Thằng lấy con đào đây. Mực này á? Đấy. Đấy rồi. Mày chích cân không? Tao lại vả cho mày gãy hết cả răng trên đảo. Ồ, bây giờ cái gì chả trồng được. Chồng mày thích đi trồng răng được. Mày thích đi trồng răng không? Ừ. Mày tin là mày răng môi mày lấn lộn không? Ừ, lại đi trồng mấy được. Mày tin là răng mày trôi vào mồm không? Ừ, lại nhồi ra được. Ừ. Răng môi lấn lộn. Giờ người ta chỉ giữ cho con trai và con gái là được. Thì trồng răng, trồng mỹ là được. Ờ, rồi, đó. Mất tiền, cái tiền đấy. Anh làm gì mẹ? Im mồm. Đói lắm rồi đấy, mà kéo cháy anh nhanh lên cùng copy. Mày cài mà hại, thằng hại đấy nào. Trong khi nó lại bị chân nhắm vào ra. Tao có bị ngu đâu. Ờ, bao nhiêu lần ngu rồi con. Ôi, còn ngu nữa lấy tay ấy. Sao vào chảo. Làm nhưng mà ăn gì lại kiểu đớp như cẩu. Em cần đi lấy củ gì lấy đâu ra. Ừ. Tao không khiến. À, thế mà lúc kia khiến ghê. Mày thích khiến không? Ừ. Bỏng á. Mày thích khiến không? Hả? Đá đấy. Im, làm sạch rồi. Lấy cái tàu tàu lá kia để tao quét cái chậu cho nó sạch. Đâu. Quan trọng là phải dọn sạch ở đây này. Để bắt đầu mới lấy được cái này lên này. Cành cái gì á? Đây đấy. Quét nó ra. Em để như thì chỗ có tha đi, có ngu như anh đâu. Đấy, thông minh quá. Đốt nứt cả đá này. Ủa, thơm lắm rồi đấy. Thơm nhỉ? Phải thơm. Tao chưa biết được. Mày lấy một cái rẻ hoặc cái gì để tao chuẩn bị tao lót. Áo anh ơi. Không, tao hy sinh nhiều áo.
nhấc một phát nó lên được luôn. Cái này chọc một phát nhấc nó lên lấy cái mâm đây, lấy cái mâm đây, hơi bị xem xém một tí mọi người. Ây da. Em cho nó xong rồi luôn nhé. Ừ. Có đũa này. Chà. Ui, ở dưới cái món này chưa chín đấy. Anh? À, chín rồi. Có một con dế nữa. Dế cái mế ấy, đời đấy mà moi. Dế. Mế nước à? À, chà. Em lại tìm con dế nữa. Hơi cháy một tí mọi người ạ. Ngon thì ngon đấy. Đây này, nhưng mà phần này sắp chín hết rồi. Nó chỉ màu hết thôi. Thử xem nào. Anh nhưng mà em phải dặn trước anh. Hả? Không ăn tỏi. Hả? Em đánh giấm. Ôi. Anh đánh giấm. Ôi, chín. Tôi làm miếng. Đấy. Tôi làm miếng nhỏ. Miếng tỏi đặt vào rau mà, nó thơm rau này. Chín rau, ui chín. Vừa chín tới. Cắt cho em. Đây. Cắt miếng nhỏ nó ăn vừa mồm ấy. Bỏng. Đấy. Mời tất cả các bạn nha. Mà hình như tỏi nó không hợp với cái lưỡi. Không hợp. Mời bạn nha. Mời bạn mừng lưỡi trâu. Mời mọi người nha, lưỡi khủng long á. Lưỡi trâu hương hoa sen này, chung hồng. Hả? Ngon. Ngon nhỉ? Tuyệt vời. Mềm cứng quần, cái trời cứng cứng. Ăn gần như nằm sữa nhỉ? Phải không? Không. Giòn ngon lắm. Ăn cái này gần như nằm sữa. Ăn đi. Ăn cá nước chấm với cả nó ngon người mà. Nên muối một chấm. Em nước chấm ý. Hả? Tao ăn vừa thì mẹ ăn mặn. Ăn mặn đái khai của mẹ. Thì anh em mình xuống quán này. Đi đâu? Xuống quán chụp ảnh cùng mấy anh kia. Cứ anh em mình là vừa mở quán sữa mọi người ạ. À, nên là cứ ban ngày sáng em mình đi quay xong trưa mình lại xuống đấy. À. Cứ sáng ra đồng. Em tháng nhớ nào ủng hộ cho anh em. Tháng nào em cũng xuống em đã một chai sữa. Béo người phê. Đặc sản sữa Ba Vì. Ngon. Ừ, đây thôi, tôi gửi ạ. Chín ngon luôn. Đấy, sau mình ăn miếng thịt này ngon này. Ngon nhỉ. Lần sau dùng ôm muối cho hoa sen bên kia thôi. Ngon lắm. Cho tỏi là nó mùi tỏi. À, hay không? Nó tỏi mùi hành. À, hành khô. Đúng rồi, hành khô. Em là cái tỏi đấy. Tỏi thì ngon, tỏi thì hợp với cái này, đúng rồi. Hành khô. Tại mày cứ vào. Hành không hợp. Tại mày cứ thích cho hành khô vào. Anh chờ với em nhé. Ăn lưỡi hay ăn thịt? Ăn lưỡi, ngon. Hãy cho em một chân tỏi này. Tại sao? Hot on hot. Nào, cầm đấy. Đấy, ba nhìn này.
không ai nữa, đừng chỉ cháy trong tâm trong vẫn ngon ngọt. Người ta gọi là sống ấy, hơi sống rồi. Dây ai mềm mềm. Mà đệ thích ăn sống. Ai? Ô gì? Ô gì? Ô gì? Tôi sao? Ôi trước tí ra. Có từ ra 360 á. Lại thêm tí máu nữa. 640. 640 thế là 1 triệu. Trước tí ra 360, mất tí máu 640. Mất tí gân là gần 1 triệu. Mất ra máu là một tròn 1 triệu. Đi ra một bát chết thì em ạ. Thì đi xuống cả, xuống hố. Không chết được. Mày thì một bát là hết. Ừ, một chậu. Anh cỡ là một chậu. Một chậu chè. Nó nhỏ quá trầm chút. Ngọt đó. Ăn mềm mềm. Ăn. Ăn ai. Nhưng mà đáng nghĩa ra không nên cho hành khô. Để cái thằng mày suốt ngày cứ thích ăn hành khô. Mà tỏi ngon mà. Tỏi thì ngon. Hành khô nó không hợp. Đây tỏi đây này. Anh ăn tỏi cái này anh dám. Đó mọi người ạ. Đốt lửa như thế mà không cháy này, vừa cho cháy vào tới nơi vừa cháy ngon đoạn cháy không bị đấy à mùi đâu, chỉ có mỗi cái đoạn hành khô thôi. Thôi đăng tí không ạ. Mà nó ngon, gà úp cũng ngon, vịt úp cũng ngon. Ôi lần trước ăn ngon vịt úp trộn, phê thế, ăn ngon, ăn sụp thơm chỗ rồi. À tí nữa không ăn hết tao về cho mày đem về mà nấu cháo nhé. Cháo lưỡi à? Nấu nhá. Bảo anh mày nấu cho. Ok. Có người yêu anh mày nấu cho. Hơi sống lại trong này này. Không sống. Không. Đấy, đi về nấu cháo luôn. Sống rồi. Ui, đoạn này vẫn sống. Ui, cái này sống nguyên này. Quên, cái đoạn này đáng nhớ ra là mình phải sống lên. Kê nó lên, hoặc là để cái mâm sát ở dưới. Thì nó sẽ có độ nóng. Nhưng mà đây là thế đặt xuống đất. Nhưng được ăn bằng miếng. Bại gì mà bại. Nguyên cái này chín nguyên này. Thấy chưa? Cái sông chín cho em vừa nấu cháo. Ừ, đây. Đây đỏ tao lâu. Được, đây, cho mày nguyên cái phần này. Không, tao lấy phần này. Cắt cho em ăn miếng. Không. Cắn miếng, cái mướn, cắn miếng. Mướn. Cắn một miếng thôi nhé. Cái này nhé. Ừ. Mướn phải sừng chuồn. Rồi. Ra đây. Chín miếng kiệt thế nhỉ. Mày lấy hẳn cái khẩu to rồi nhá. Cái có chỗ này chín rồi. Tí nữa em chín chỗ này thì cháo. Không. Đấy, miếng đây. Chín miếng em ngạn rồi. À. Ngạn cẩn thận ít thôi. Cái sừng trồn nhỉ.